Vô chụp cái này vậy? Vô bị chụp ở bên á. Vô nó luôn. Này là chợ nông sản đó chúng tôi. Còn mưa lâm râm, giờ đi xuống chở rau về, đằng chút nữa đi phát. Bữa nay là phát ở bên Núi Tô với Tò, ở Tà Hù Tà Le với Tò. Xe 2, 4, 6, 7, xe khoảng 70 kg. Xe là ít nhất là khoảng 201, từ 201 đến 250. Cái này cây chuối kiển ở lùng nó cỡ 1m, 1m rưỡi. Này rượu đủ. Dưa leo, hú hoa, cà tím. Xe vậy là 70 kg, có khi 80 kg. Này là 2 xe nè, còn đi chở xe nữa. Khoai mì, hủ hoa, dưa leo, cà tím, cà rốt. Cái này còn có cải trắng, cà rốt luôn. Gì nữa? Đậu bắp, cóc, đu đủ. Bò. Con. Gái. 1, 2, 3, 4, 5 bịch hủ hoa, 3 bịch dưa leo, 2 bịch cà rốt, 2 bịch xoài, 1 bịch cà, 4 bịch cái gì mì, không có đầu bắp ta, bịch đu đủ hả? Thấy có đầu bắp mà có tí xíu rồi.
để lần 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 sáu đi cho một chiến trước đi. Ây da, còn lại chắc cũng được 20 phần. Nông thịt trái nữa. À, nó chọc cái nó ngay ăn áo đi. Chúng bán mẹ. Mẹ chúng mùi xây nè. Mẹ chúng mùi bị đau. Nè, vô gì? Vô, nà vô. Nè, ai vô lên đi. Vô sực cây á gì? Vô sực cây á? Chăm tích tiết đặt xe chụp mà. Dạ xe chụp luôn á. Trời mưa. Trời còn đang mưa. Mưa nhỏ thôi. Mưa lâm râm. Vô sực cây vậy? Đặt cây gì? Hả? Ừ, miếng nào? Dạ. Vô sực cây vậy? Bạn cao cao mà lai lấy vô. Vô bị sắp ở bên hả? Dê nữa. Dạ. Con ta. Mưa xong mưa một dê mập gì mà. Ừ. Mai vậy? Hả? Mai vậy? Mấy đã ăn chân. Giờ đi chăm tiêu. Rồi giờ tung xuống đây rồi. Giờ tung xuống đây. Anh đi mau về nhà vô bọc kia. Hả? Cơ sướng chứ anh nha. Anh mê là bao rồi, là bao anh khơi nếp xa lụa. Mình giàu mà lúc. Anh áo ta nắng anh trong ban là bao tới xa rồi. À, giỏi giỏi đó. Nè, vô nè. Miền xoài, miền phôn, miền sọc cọc. Ai vô ta xoài ấy. Hả? Mẹ hâu bát. Nó chụp phôn nữa nè. Vô tới mưa là phân chết vô tới. Vô sực cây vậy? Cây muốn. Dạ, đi khoai thông thông lên. Hả? Ừ. Rồi. Mấy giờ đi ơi. Đó, mình là không ngay ngày nêu. Ờ, nó ăn bái gà nâu đi. Này, bái gà nêu mới. Này vô ơi.